Chúng ta bắt đầu với câu số 1. Dao động nào sau đây ứng dụng trong thiết bị giảm sóc ô tô? Giao động điều hòa, duy trì, tắt dần hay là cử bức? Thì cái em, cái em nhớ cái bài dao uh, động tắt dần thì nó là ứng dụng của giảm sóc đúng không? Giảm sóc xe. Đấy. Tôi chọn đáp án là câu okay. C. Câu 2, chọn đáp án đúng. Sóng là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường là dao động của mọi điểm trong không gian theo thời gian hay là sự lan truyền dao à, động trong không gian theo thời gian đó là câu c đó không gian okay. sóng tính là theo định nghĩa nó là sự lan truyền dao động theo thời trong không gian theo thời gian đấy câu số 3 biểu thức quan hệ giữa cái biên độ ali độ x và tần số góc omega theo uh, trong buổi chất điểm dao động điều hòa các em chọn đáp án gì À, câu c đây chính là công thức độc lập đúng không? câu c công thức mà rút ra chúng ta chuyển từ cái từ công thức độc lập giữa x với v đó x bình trên a bình cộng với v bình trên omega bình a bình bằng một đấy một mình chuyển cái a bình này qua đây thì nó là công thức này à. ừ. câu số 4 một sóng hình xin truyền trên sợi dây dài tại điểm T thì hình dạng của một cái đoạn dây như hình vẽ các vị trí cân bằng các phần tử trên dây cùng nằm trên trục OX và bước sóng sóng này bằng bao nhiêu ừ, thì chúng ta thấy là một à, một nửa bước sóng nó như thế này thì từ đây đến đây thì là một nửa bước sóng đúng không em à, từ đây đến đây chính là một nửa bước sóng là trên hai Đây này nè đó là một nửa bước sóng đấy thế thì lambda trên hai các em thấy là từ 9 cm và tới 33 cm thì chúng ta sẽ tính được là 33 trừ 9 không bằng 24 và như vậy suy ra lambda là 48 đúng không đấy như vậy ta chọn đáp án rồi đây đây là cái trục cái trục mà đó. số 5. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng khi quan sát được hai nguồn sáng à, là hai nguồn như thế nào? Thì cái điều kiện giao thoa ánh sáng nó cũng giống như điều kiện giao thoa giống cơ đúng không? Là hai nguồn phải gì? À là hai nguồn kết hợp, đúng rồi. Tức là hai nguồn phải cùng gì? À cùng tần số. Cùng phương, cùng tần số và cái độ lệch pha phải không đổi nha. Theo thời gian. Đấy, số pha không đổi. Được rồi nha. Tuy nhiên là chúng ta trong chương trình chúng ta chỉ xét những cái sóng cùng phương thôi. Ủa. Ta chọn đáp án là kết hợp câu D. Câu số 6 trên một sợi dây có sóng dừng, bước sóng lambda thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là bao nhiêu? Em chọn gì? Hai nút liên tiếp. À, thì nó cũng giống như là hai bụng liên tiếp hai nút liên tiếp thì giống hai bộ. nó sẽ cách nhau là lambda trên hai Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Câu số 7. Sóng điện từ có bước sóng nào dưới đây thuộc tia hồng ngoại? À thì các em nhớ là bước sóng của tia hồng ngoại á, nó phải lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ. Và màu đỏ thì nó khoảng là 0,76 km. Dạ Rồi thế thì có nghĩa là 0,76 nhân 10 mũ trừ 6 đó Ta xem cái nào là lớn hơn Trừ 12 thì câu A là đương nhiên nhỏ hơn trừ 6 rồi đúng không Câu C trừ 9 Câu D là 7 x 10 mũ trừ 6 Và câu B là 7 nhân 10 mũ trừ 2 7 nhân 10 mũ trừ 2 thì nó lại thuộc sóng uh vô tuyến rồi đúng không? Tức là nó lớn hơn tia hồng ngoại. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D các em 7 10, Nằm ngoài cái khoảng màu đỏ. Rồi, câu số 8, sóng ngang truyền được trong các môi trường nào? Sóng ngang thì truyền trong môi trường nào? À trong chất rắn và bề mặt của chất lỏng. Nhớ nha, còn sóng dọc thì nó sẽ truyền được trong cả chất rắn và chất lỏng và chất khí nhưng mà sóng ngang á, thì nó chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng thôi em lưu ý câu số 9 công thức nào là công thức tính à, bước sóng hoặc là y tức là khoảng vân trong cái hiện tượng cho toán sáng em em chọn cái gì à từ cái công thức tính khoảng vân đúng không nào y bằng lambda d chia a thì chúng ta có thể tính bước sóng từ công thức này là ai chị để chúng ta chọn đáp án A. Câu số 10. Một sợi dây mềm căng ngang chiều dài L hai đầu cố định. Trên dây có sóng dường với 3 nút kể cả hai đầu dây. Bước sóng là 60 cm thì giá trị của L là bao nhiêu? 3 ba nút kể cả hai đầu dây thì 3 nút thì mấy k bằng mấy? Đối với uh, hai đầu cố định. À bằng 2 hay bằng 3? À k bằng 2. 3 bụng thì mấy là k bằng 3 không ba nút thì sẽ như vậy chúng ta có công thức à, điều kiện để có sóng dừng đối với hai đầu cố định là k lambda trên hai hai với hai này rút gọn đi rồi thì l chính là bằng lambda đúng không đấy và cái bước sóng người ta cho là 60 như vậy nó chính là câu d yeah. À, chúng ta tiếp tục với câu số 11. Hai nguồn kết hợp AB cùng pha và có tần số là 40 Hz tại điểm M cách AB lần lượt là 5 và 10 cm thì có biên độ là cực đại. Giữa M và đường trung trực có 4 dãy cực tiểu tìm vận tốc truyền sóng. À cực tiểu thì các em nhớ là cực tiểu ấy thì ví dụ cái đường cực đại số 0 nè. Đây là hai cái đường nối hai nguồn nha. Thì cực đại số 1 này, số 2, số 3, số 4. À, đây là cực đại nha. Rồi, Thế thì giữa cái này chúng ta sẽ có một cái cực tiểu này, cực tiểu số 1 nè. Một nè đúng không? Thì vẽ màu xanh nè. Cái màu xanh không? Chấm chấm đi ha. Đây. Đường này là cực tiểu nè, số 1 nè. Số 2, số 3, số 4. Vậy có nghĩa là cái đường cực tiểu số 4 thì nó sẽ nằm ngay trong cái cực đại số 4. Đại số 4 là nó nằm ngoài cực tiểu số 4. Như vậy người ta nói là giữa M và đường trung trực có bốn dãy cực tiểu như vậy có nghĩa là M sẽ nằm ở trên cái cực đại số 4. Đúng chưa? Đây. Đây, giữa số 0 và số 4 thì nó có một cực tiểu này. Tiểu 1 2 3 4 này, bốn cực tiểu này. Đó, như vậy lúc đó chúng ta sẽ có là M hay là chúng ta có là D 2 trừ D1 là bằng 4 lambda. Cực đại số 4 là 4 lambda, đúng không? Đấy, vậy thay số vào chúng ta có 10 trừ 5 bằng 4 lambda. Đấy, 10 trừ 5. Rồi. 10 trừ 5 bằng 4. Lambda thì suy ra lambda bằng mấy? Là bằng 5 phần 4, tức là 1,25. Đúng không? 1,25. Đó. Và chúng ta có tần số là 40, thì mình sẽ tính được cái vận tốc là V bằng lambda nhân F. Yeah. sẽ bằng là 1,25 nhân với lại 40. Thì sẽ bằng là bao nhiêu? À 50 cm. Chọn đáp án B. Ok. Đó. Câu số 12. Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz thì gọi là gì? Ta à, 20000 Hz sẽ là Ta nhớ là cái tần số âm nghe được là từ bao nhiêu? 16 cho đến 20.000 đúng không? Còn lớn hơn 20.000 hết thì gọi là gì? Siêu âm. À dưới 16 thì hạ âm, chưa? Yeah. Vậy chúng ta sẽ chọn là siêu âm và hai người không nghe được là cấu Có 13. Sóng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng nào các em? Từ màu tím cho đến màu đỏ à. Từ màu tím đến đỏ. Tím là bao nhiêu các em nhớ không? không phải mấy không phải ba tám micro gì micromet còn đỏ là không phải bảy mươi sáu nhân đôi cái này lên cho nó dễ nhớ Đấy, như vậy chúng ta chọn gì đây cái này thì nó là đơn vị là nanomet chứ còn micromet thì như câu b là sai rồi đúng không còn câu d thì nó tới Picro tức là pico tức là 10 mũ trừ 12 Đấy thì nó cũng không đúng Vậy đáp án ở đây cầu C đúng không? C. Đấy, cầu C từ nano mà ra micro. Nano là 10 mũ trừ 9 nha các em. Đấy thì chúng ta lên tiến tới ba số thì nó sẽ ra là 0,38 và 0,76 micromet. Đó. Ta chọn đáp án là câu C. Rồi, chúng ta tiếp tục cái câu số 14. từ vị trí khởi nguồn của động đất các công trình nhà cửa cách xa tâm trắng vẫn có thể bị ảnh hưởng vì lý do gì các phần tử vật chất từ tâm trắng chuyển động đến là sai rồi đúng không nó chỉ truyền cái dao động đi thôi các em tốc độ lan truyền sóng thì trắng quá nhanh ồ sóng lan truyền thì nó nó cũng không phải là vì nhanh mà mà nhanh chậm gì khi mà nó truyền đến thì nó cũng sẽ đến thôi đúng không sóng địa chấn đã truyền năng lượng đến các vị trí này đúng rồi đúng không vì truyền sóng chính là truyền năng lượng nha sóng thì mang năng lượng mà Tức ép từ tâm chấn khiến một tử chất xung quanh Chỉ động okay. ta chọn đáp án là c nhé câu 15 khi nói về dao động cơ tác dần của một phần tử vật chất phát biểu nào là đúng à, tác dần của một vật phát biểu nào là đúng câu a cơ năng không thay đổi theo thời gian tác dần thì cơ năng nó phải giảm đúng không tốc độ là, à, động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất thời gian động năng thì nó phải là bậc hai và động năng nó cũng thay đổi nó cũng giảm nha cơ năng của vật giảm dần theo thời gian đúng rồi họ cơ năng giảm biên độ giảm đấy lực cản môi trường lực cản lớn thì nó mới tắt dần nhanh nha ra cho nên câu đẹp cũng có 16 trong hiện tượng giao thoa của hai nguồn kết hợp AB cùng pha điều kiện để m cách nguồn D1 D2 dao động với biên độ cực đại là gì? d2 d1 phải là bằng k ở đây đúng chưa? Lúc nãy chúng ta có làm một cái bài này. tính toán cái này điểm M đấy. Câu 17 trong các thí nghiệm sau thí nghiệm được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng là thí nghiệm nào? Thí nghiệm ion đúng không? À, thí nghiệm ion về giao thoa ánh sáng. Chúng ta có lambda bằng AI chia D, đây chính là cái công thức ra cái thí nghiệm đó. Câu số 18, phương trình dao động của một vật có dạng là a cos omega t trừ pi trên 2 pha ban đầu của dao động là bao nhiêu? Câu này là câu nhận biết rồi, nó là đáp án gì? B đúng không? Trừ pi trên 2. Đấy. Có 19. Hoặc dao động điều hòa trên trục của x. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ly độ x vào thời gian t tần số góc là bao nhiêu? Thì các em thấy là khoảng thời gian mà như thế này. Chỗ này từ đây đến đây là gì đấy? T trên 2 đúng không? Chỗ này chính là T trên 2 mà đề bài cho ở đây là 0,2 0,2 giây Đấy. Thế thì chúng ta có T trên 2 bằng 0,2 thì suy ra T bằng 0,4 giây Vậy Omega thì bằng 2 pi chia T như vậy 2 pi chia cho 0,4 bao nhiêu ra 5 pi có 5 pi ta sẽ chọn đáp án là câu 20 Sóng dừng trên dây được hình thành là bởi gì đây? Chính là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ đúng không? Đấy, trên cùng một phương Nó là cái khái niệm trong cái bài sóng dừng chúng ta đã yeah. Câu 21 Con người có thể nghe được những âm có cường độ âm trong khoảng nào? Mức cường độ âm trong khoảng nào? Đó là từ 0 Mức cường độ âm là L đó các em Từ 0 cho đến 130 dB nhé Cái tần số thì các em nhớ là từ 16 đến 2000 hết còn mức truyền âm sẽ là từ 0 cho đến 130 db chúng ta sẽ chọn đáp án là câu a câu 22 tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ sẽ như thế nào thì sóng phản xạ có thể cùng pha với sóng tới hoặc ngược pha với sóng tới tùy vào cái điểm phản xạ đúng không nếu phản xạ cái điểm cố định thì nó sẽ ngược pha với sóng tới mà nếu phản cái điểm phản xạ là tự do thì nó sẽ cùng pha với sóng tới cái vật cản tự do và vật cản cố định thế thì mình xem là câu a và cản tự do thì không phải ngược pha rồi đúng không b ngược pha nếu mà cản cố định đúng rồi chính là b cố định là ngược pha đấy và cản mà tự do thì nó sẽ là cùng pha nha câu 23 ta có thí nghiệm giao thoa ánh sáng cho khoảng cách hai khe tức là a đó khoảng cách giữa hai mặt phẳng giữa hai khe tới màn là d 1,5 m năm văn sáng liên tiếp là mấy y năm văn sáng liên tiếp là mấy y à 4 đi nhớ là nó giống như năm ngọn sóng liên tiếp vậy chúng ta có là năm bốn bước sóng thì bây giờ năm văn sáng liên tiếp thì chúng ta sẽ có là bốn đi như vậy chúng ta chia bốn thì nó sẽ là bằng 6 mi đấy tính bước sóng thì bước sóng chính là dùng cái công thức uh, trong cái thí nghiệm ion ánh sáng đấy, số ba 0,15 6 và đó 1,5 bằng gì? Bằng 0 7 6 Ta chọn đáp án câu 24. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 m, khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng cùng pha thì chính là gì luôn? Chính là lambda luôn, đúng không? D bằng k lambda, cùng pha thì nó sẽ là k lambda và đem đến là bằng lambda luôn với k bằng một á. Ta sẽ chọn đáp án là câu A. Câu 25. Trong các đồ thị về à, lý độ theo thời gian của dao động tắt dần thì lực cản môi trường nào là nhỏ nhất trong các cái hình sau đây? Lực cản mà càng lớn thì nó tắt dần càng nhanh các em thì các em xem thử là cái dao động nào mà nó lâu tắt hơn các dao động khác thì nó sẽ là lực cản nhỏ nhất như vậy có phải là hình a không đúng không hình a nó sẽ thực hiện được nhiều dao động hơn còn ví dụ như hình d đây chưa được một dao động là nó đã, đã tắt rồi hình, hình hình c thì ví dụ được một một phẩy dao động ví dụ Đấy, hình c thì được hai dao động d thì nó đến là một hai hai phẩy năm hai hai gì đó nói chung là nó sẽ nhiều dao động hơn các hình khác đúng không chọn này thấy hình a 26 Còn nếu mà bài người ta hỏi là cái lực cản nào lớn nhất thì mình sẽ chọn hình D nhé D tức là nó tắt dần nhanh nhất Câu 26 chu kỳ dao động của con lắc đơn là gì? 2 pi cắn L chia G Như vậy nó phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào chiều dài và gia tốc trọng trường đúng không? Chính là câu A luôn Rồi, chiều dài và gia tốc trọng trường G. 27 Giao động nào sau đây là dao động tự do lò xo không chịu tác dụng của ngoại lực dao động của lò xo giảm sóc cành cây đu đưa gió thổi hay là con lắc đơn trong dầu nhớt con lắc đơn mà trong dầu nhớt thì nó cũng sẽ chịu tác dần tác dần ra lực cản cành cây thì nó là gió thổi thì nó cự bức rồi đúng không giảm sóc cũng tắt dần đấy không chịu tác dụng của ngoại lực đúng rồi đó là câu a đúng không con lắc lò xo không chịu tác dụng của ngoại lực câu ai dạ yeah. tức là bỏ qua lực cả bỏ qua lực ma sát Đó. câu 28 trong chân không tất cả các sóng điện từ đều truyền với tốc độ là 3 x 10 mũ 8 m 8m trên dây Câu A. cái này trong cái bài sóng điện từ 29 hình bên là hình ảnh của một sóng trên dây tại thời điểm xác định sóng truyền với chu kỳ là 0,5 giây hãy xác định chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng trên dây quan sát tại cái điểm B á B là đi xuống đấy như vậy là sóng nó sẽ truyền từ B sang A hay là từ A sang B à từ B sang A đúng không B mà đi lên á thì nó mới truyền là gì từ A sang B còn B lúc này đang đi xuống mà à như vậy các em thấy sóng như thế này, đó. Điểm B của ta chỗ này mà đang đi xuống á, thì có nghĩa là những cái này nó sẽ đi xuống hết, à, đi xuống hết. nghĩa là sóng nó đang truyền qua bên này này, em. tức là tại một thời điểm tiếp theo là cái sợi dây nó sẽ, Các em thấy nó tịnh tiến sang phía bên này không? đấy, tức là nó truyền từ B sang A. vậy câu A chúng ta sống là truyền từ B sang A. Rồi câu tiếp theo câu B đó là cái vận tốc truyền sóng Vận tốc truyền sóng thì chúng ta thấy rằng là từ A đến B đó Thì các em thấy là nó cách nhau là 25cm A đến B Mà cái này chính là một nửa bước sóng đúng không? ta có lambda trên hai là bằng 25 m. sóng. Từ đây đến ví dụ thầy gọi đây là điểm C đi thì A tới C là một bước sóng thì từ A đến B là một bước sóng chúng ta có bước sóng là bằng 50 Đấy. rồi mà chúng ta có chu kỳ là 0,5 như vậy mình sẽ tính được cái vận tốc V bằng lambda chia T vận tốc thì lấy quãng đường chia cho thời gian vậy chúng ta 50 chia cho 0,5 thì sẽ bằng 5 cm yeah. câu số 30 trên dây đàn hồi dài 175 cm đang có sóng dừng và một đầu là nút và một đầu là bụng như vậy là đây là sóng đầu cố định và một đầu tự do các em thì điều kiện sẽ là 2k cộng 1 là trên 4 Đúng không đấy đọc cái đề mình xác định nó là thuộc loại nào đã tốc độ truyền sóng là 20 trên dây và chu kỳ là 0,5 giây tính số nút số bụng trên dây đấy thì mình có v mình có thể tính f tính lambda đó cũng được theo công thức này thì mình tính lambda này lambda là bằng v nhân t kem thay vào hai với không phẩy năm thì bằng một mét trên giây à xin lỗi một mét một mét thay đổi ra là một trăm cm là là như vậy câu câu này người ta yêu cầu mình tính số nút số bụng tức là mình tính số k đó hay vào thì chúng ta có gì một trăm bảy lăm hai k cộng một hôm nay trên bốn là một trăm đây ta tính lên à. rồi bấm máy xem k bằng bao nhiêu là bằng ba đúng không à k bằng ba k bằng ba thì là mấy bụng mấy nút trong cái sóng dừng mà một đầu cố định đầu tự do thì số bụng bằng số nút và bằng k cộng 1. Đúng không? k 1 thì 3 mà cộng 1 nữa là bằng 4 bụng và 4 nút. Hiểu đây là mà, mà là sóng hai đầu cố định mà mình tính được k bằng 3 thì nó sẽ là 3 bụng 4 nút. Yeah. 31 Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/cm và khối lượng của vật nặng là 100 g, kích thích cho nó dao động với biên độ là 6 cm. Tại thời điểm t bằng 0 thì vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Và lấy pi bình bằng 10, tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian từ 0 cho đến là phần 60 giây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem cái chu kỳ của nó là bao nhiêu để mình có thể dựa vào đường tròn để mình tính cái phần 60 giây này là bao nhiêu chu kỳ nào chu kỳ này t sẽ bằng gì các em con lắc lò xo thì sẽ là bằng 2 pi căn m trên k chờ thầy số vào hai em m chúng ta nhớ đổi ra kg nhé không một k là 100 rồi chúng ta bấm xem là bao nhiêu là 0,2 giờ Rồi. À, thế thì 13 phần 60. Đây. Bằng à, 10 phần 60. Đây. Thì nó bằng là. Tách nó ra thành là bao nhiêu. Thì đây. 13 mà. 3 phần 60 nè. Chia cho 0.2 Thì ra là 13 phần 12. ra phần 12 thì mình tách ra thành là t cộng với lại là t trên 12 đúng không? t cộng t trên 12 rồi thế thì mình dựa vào đường tròn này dựa vào đường tròn các em thấy tại vị trí mà tại thời điểm ban đầu á, thì nó đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương tức là ở đây vị trí cân bằng là không này thì cái pha của nó lúc đó là bằng trừ v trên hai trừ v trên hai mà đi một chu kỳ thì cái quãng đường s tương ứng một chu kỳ là bằng 4 a rồi nè riêng cái phần t trên 12 này á t trên 12 là tương ứng với lại cái góc là 30 độ nha góc quét là 30 độ à thì nó sẽ đi đến chỗ là trừ v trên à, thì các em nhìn trên cái trục x nè x nè thì nó sẽ tương ứng chỗ này chính là a trên 2 vậy đi từ 0 đến a trên 2 là thêm a trên 2 nữa đúng không cộng thêm a. à vậy thầy số vào thôi vậy chúng ta sẽ có 4a là 4 nhân 6 và cộng với 6 chia 2 là bằng 3 nữa Vậy là 24 cộng 3 là Đấy, cái biên độ của chúng ta là bằng 6 nha. em lưu ý cái chỗ cái này thì lúc nào uh, cái quãng đường mà tương ứng với một chu kỳ thì nó là luôn luôn là 4a rồi, đúng chưa? Nhưng mà cái T phần 12 này nè thì nó ta phải mỗi cái điểm mà trên đường tròn nó vẫn quét là 30 độ thôi. Nhưng mà cái cái quãng đường nó sẽ khác nhau. Đấy chứ không phải lúc nào nó cũng quét tên như 12 là a trên hai đâu nha cái quý chỗ đó nó buộc vào cái vị trí đầu và vị trí cuối của nó khi mình chiếu lên cái trục OX để tính quãng đường đó rồi chúng ta tiếp tục với a 12 hai vô tuyến có thể sử dụng để đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng bằng cách là chúng ta phát một tín hiệu từ trái đất tới mặt trăng và thu tín hiệu phản xạ trở lại được thời gian từ khi phát đến khi nhận là 2,5 giây cho tốc độ và tần số khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất rồi thế thì ta có thời gian và cái tốc độ rồi chúng ta nhân vào thôi đúng không và, chú ý chú ý là cái thời gian này là thời gian mà phát tới khi nhận như thời gian mà đi tới hoặc là đi về chỉ bằng một nửa của cái năm này thôi vậy cái khoảng cách sẽ bằng là t nhân t vậy chúng ta có là 3 nhân 8 nhân với thời gian thì nó sẽ bằng là gì đấy 375 triệu mét 375 000 Đúng không các bạn nhớ chia hai cái chỗ 2,5 giây nha thì cái gian đi và về thì mình đổi thời gian tử của nó